Hello anh em quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ đây Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về dự án XDAO à, Và chúng ta sẽ làm những cái nhiệm vụ quest, à, nhiệm vụ bounty Trả lời những câu hỏi để các bạn có thể kiếm được cái point Và cái point này thì sau này các bạn có thể à, dùng để quy đổi sang được những cái NFT rất là giá trị và chất lượng Đến từ cái dự án XDAO nhé Cái dự án này trang tweet của nó hiện tại đang có 54.000 follow Và trang tweet của nó được... Uh, retweet bởi uh, Binance Chain nhá. Đây, Binance Chain BNB Chain Với 2,7 triệu follow Đấy thì đây là cái dự án Rất là uy tín và chất lượng Thế nên là các bạn cố gắng bỏ một chút thời gian Để có thể làm được những cái nhiệm vụ ở trên đây Và uh, sau này thì chúng ta có thể quy đổi ra phần thưởng nhé Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào cái đường link Mình sẽ đặt được phần mô tả cho anh em nhé Nó sẽ là xdown.app Gạch suộc quét này Chúng ta sẽ nhấn vào join quét này thì các bạn sẽ cần phải uh, connect to play thì chúng ta sẽ kết nối với cái địa chỉ ví metamask sử dụng mạng binance smart chain cho mình nhé ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ uh, chia thành từng chap tức là cái vòng nhiệm vụ để chúng ta có thể làm và kiếm được cái point này này và các bạn kiếm được Point uh, thì các bạn sẽ quy đổi sang được NFT. Thì chắc chắn là cái dự án này nó rất là chất lượng thế nên là NFT của nó sẽ rất là giá trị trong tương lai nha các bạn. Ok thì chúng ta sẽ làm chat đầu tiên, tức là trả lời những câu hỏi và uh, sẽ kiếm được điểm nhá. Ở đây thì uh, các bạn click vào cái chat đầu tiên này. Các bạn nhấn vào phim the Robot này. Chúng ta sẽ nhấn vào Follow link này. Ở đây thì insert code name thì các bạn sẽ điền cái code ở đây cho mình là code down này này. Sau này các bạn nhấn get nhá, các bạn nhấn mid to down thì chúng ta sẽ à, tiếp tục là đọc những cái thông tin. Ở đây thì các bạn không cần phải đọc đâu, mình đã chuẩn bị sẵn đáp án cho anh em trả lời câu hỏi rồi. Các bạn nhấn thách này. Ở đây thì à, câu trả lời là on over này. Đây nhá. Thì các bạn à, tích vào, sau đấy các bạn nhấn nó finish. Nó sẽ thông báo là à, đúng rồi và các bạn nhận được câu trả lời đúng thì các bạn nhận được 5 điểm, 5 point này. Đấy các bạn sẽ thấy là nó cộng point cho các bạn này. Các bạn nhấn vào learn about down chúng ta uh, qua cái phần tiếp theo ở đây thì uh, đáp án đúng là đáp án a thì các bạn chọn đáp án a nhé bạn nhấn next tiếp theo câu thứ ba là đáp án c thì các bạn chọn vào đáp án c a b c này các bạn nhấn finish test này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ cộng thêm chúng ta 10 điểm nữa là 15 điểm này tiếp theo uh, các bạn nhấn vào follow us follow us thì nó sẽ yêu cầu chúng ta join vào telegram Uh, follow Twitter và join vào kênh uh, Discord của nó. Thì các bạn click vào cả ba và làm follow cũng như là join nhé. Đây, các bạn nhấn follow này, các bạn nhấn join vào uh, cái kênh của nó, cái, cái 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 group chat của nó. Các bạn nhấn vào uh, để có thể xác nhận là không phải là người máy này. Đấy, sau đấy thì các bạn có thể join tiếp tục vào kênh Discord nhá. Sau khi các bạn đã hoàn tất xong xuôi thì các bạn nhấn vào Fishing uh, the chat tức là hoàn tất và kết thúc. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ uh, con grass tức là chúc mừng cho các bạn đã hoàn tất và các bạn có thể hoàn toàn là share lên uh, trang Twitter các bạn nhấn vào. Ở đây thì nó không có cái phần uh, giới thiệu bạn bè nhá giới thiệu rẹp nhá Thế nên là chúng ta chỉ cần uh, làm không cần phải chia sẻ đâu. Các bạn thích thì các bạn chia sẻ còn không thì thôi các bạn có thể ít bỏ đi Đấy, chúng ta đã kiếm được là 25 point và kiếm đủ 180 point ấy, thì các bạn sẽ có thể nhận được cái NFT. Và các bạn nhớ nhé, cần phải làm đầy đủ tất cả các bước để có thể là quy đổi được cái điểm. Và đây là cái chương trình nó sẽ kéo dài ở một khoảng thời gian nhé. Thế nên là mình sẽ cố gắng để có thể update đầy đủ thông tin về các cái chat để chúng ta làm liền mạch và kiếm đủ poi để có thể quy đổi ra NFT. Đấy, còn hiện tại thì chúng ta chỉ làm cần chỉ cần làm đến cái bước này. Và các bạn theo dõi ở trên trang Twitter cũng như là theo dõi ở trên Telegram Discord của nó để có thể xem được update những cái thông tin đấy, những cái chạp mới ra và chúng ta có thể làm luôn. Ngoài ra thì các bạn uh, theo dõi cái channel Telegram kiếm tiền 4.0 này. Đây. Đấy thì các bạn uh, theo dõi cái uh, group cũng như là channel Telegram kiếm tiền 4 chấm không của C40 Group ấy. Đấy, mình sẽ cập nhật và update đầy đủ tất cả những thông tin ở đấy cho anh em để anh em có thể là nắm bắt thông tin. Đấy, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của tiền sư phụ nhá. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho anh em. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.